Dàn sao dành cả thanh xuân để yêu một người và những cái kết đắng cháy lòng. Không phải cứ tình yêu lâu năm thì sẽ vượt qua được mọi sóng gió, và không phải những lời hứa theo năm tháng sẽ vượt qua được thời gian. Còn nhớ ca khúc Dành cả thanh xuân để yêu ai đó của Thủy Tiên viết tặng Công Vinh hay không? Nhiều người nói rằng ca khúc lãng mạn này chắc hẳn chỉ dành cho những ai đã đi với nhau đến tận con đường và không dành cho những bẻ bàng trong tình yêu như những sao nữ mà chúng tôi muốn nhắc đến sau đây. Câu chuyện Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly thân được 1 năm và đang hoàn tất thủ tục ly hôn thực sự gây chấn động mạng xã hội. Bên nhau 16 năm từ năm 2012, thanh xuân của Phạm Quỳnh Anh đã dành cho người mà cô đã gọi là chồng. Cuộc tình kéo dài 17 năm dường như nhận lại chỉ là sự cay đắng kết thúc trong nước mắt và nhan sắc. Giọt nước mắt của Phạm Quỳnh Anh trong buổi họp báo ra mắt MV mới khiến tôi chợt buồn. 1 năm qua, người phụ nữ đấy đã kiên cường đến nhường nào. Ồn ào ly hôn không phải mới lần đầu xuất hiện. Từ khi Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ hai, nó đã bùng lên và âm ỉ mãi. Tôi biết cô lựa chọn im lặng để mọi chuyện qua đi. Nhưng tôi không biết cô phải đối mặt với sự thật, với những lời nói xung quanh như thế nào. Giọt nước mắt trong buổi họp báo đấy đã chứng minh cho tất cả. Phạm Quỳnh Anh nói rằng, tôi chỉ muốn giữ bình yên cho con mình, đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. 16 năm tuổi trăng tròn, thanh xuân của một người con gái đã chấm dứt tại đây. Có lẽ chỉ Phạm Quỳnh Anh mới hiểu rõ rằng, 16 năm qua, cô đã được và mất những gì. Thế nhưng, cái người hâm mộ nhìn thấy được ngay trước mắt là cô đã bước qua tuổi 30, đã không còn thanh xuân như xưa và cô đã trải qua một lần đò. Bạn của Phạm Quỳnh Anh Thu Thủy cũng đã dành trọn cả thanh xuân của mình để yêu một người và cuối cùng cô cũng lựa chọn ly hôn. Tôi từng nghẹn lại khi nghe Thu Thủy kể rằng cuộc tình 17 năm của cô không đáng để ca tụng và càng không đáng để học hỏi. Đôi khi việc ở bên nhau dài lâu như vậy không phải do sự sâu sắc của nghĩa tình mà đơn giản người ta chỉ cảm giác đó là thói quen và không đủ dũng cảm để thoát ra. Thu Thủy kể vợ chồng cô không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Chồng cô thể hiện thái độ khó chịu khi vợ đóng MV, làm việc chung với bạn diễn nam khác. Nữ ca sĩ đã giải thích nhưng chồng vẫn không hiểu. Tuy nhiên cô vẫn tin rằng vì yêu nên mới ghen. Thu Thủy kể rằng cô cố gắng vun đắp hôn nhân của mình bằng việc hạn chế công việc, thế nhưng chồng cô vẫn không hề tha thiết với gia đình. Những lần vắng nhà thường xuyên hay đi thâu đêm mới về khiến hôn nhân của cô lâm vào ngõ cụt. Ly hôn, Thu Thủy vẫn khóc khi nhớ tới con trai và nói về trách nhiệm của chồng sau ly hôn, rằng cô nghĩ hết tình thì vẫn còn nghĩa, rằng chỉ mong chồng cũ quan tâm đến con, cuối tuần đưa con đi chơi. Thế nhưng điều này vẫn quá xa xỉ trong mong ước của cô. Xuân Lan, người đàn bà quyền lực cũng dành 7 năm thanh xuân của mình, 7 năm rực rỡ nhất, danh tiếng nhất để yêu một người đàn ông. Với Xuân Lan, chị yêu đến say mê, yêu đến cuồng si, yêu đến ngây dại. Chị yêu từ khi còn là một cô gái non nớt mới lên và đến khi kết thúc là một người đàn bà chằng chịt nhiều vết sẹo ngang dọc. Xuân Lan từng kể 7 năm chỉ có vỏn vẹn 2 lần nắm tay và 2 lần hôn má. Và hạnh phúc thực sự chỉ trong 1 tháng, còn lại toàn bộ quãng thời gian còn lại chỉ là sự níu kéo mù quáng của mình. Xuân Lan từng cười cho sự điên rồ, cười trong nước mắt vì sự điên dại đấy. Chị nói rằng, thanh xuân của chị sao ngây ngô đến thế, chị nhận mình dại khờ đến đáng thương. Hồng Quế, cô người mẫu luôn tự tin trên sàn diễn lại có những giây phút đắm chìm mê mụ trong tình yêu. Tôi nhớ Hồng Quế từng nói, 5 năm thanh xuân để yêu cuồng si một người đàn ông trong bóng tối, chính là quãng thời gian cô muốn thay đổi nhất. Nếu như chiếc máy thời gian của Doraemon có thể biến thành được mọi thứ, chắc chắn Hồng Quế sẽ thay đổi cái giờ phút gặp người đàn ông ấy, sẽ không lãng phí 5 năm tuổi trẻ của mình cho những điều không hề xứng đáng. Chú rể 26 tự dành dụm tiền tặng vợ 62 tuổi quà 20 tháng 10 là kim cương. Chú rể 26 tuổi Triệu Hoa Cương tặng vợ Thu Sao quà đặc biệt ngày 20 tháng 10. Anh tiết lộ vì tên Cương nên đã tặng vợ một viên kim cương đính vào răng để thể hiện tình yêu vĩnh cửu. Trong ngày 20 tháng 10, rất nhiều chị em đã nhận được những món quà ý nghĩa từ những người đàn ông đặc biệt của mình. Bên cạnh đó, cũng có không ít người tò mò về món quà mà người chồng 26 tuổi tặng vợ của mình nhưng ngày đặc biệt dành cho phụ nữ. Chia sẻ với báo, anh Triệu Hoa Cương cho biết, anh đã quyết định dành tặng vợ món quà đặc biệt nhưng ngày 20 tháng 10. Tôi và vợ đều đang ở Hà Nội để chờ vợ làm đẹp xong. Chính vì thế tôi đã ấp ủ ý định tặng vợ món quà đó là đính viên kim cương vào răng của vợ. Xin phép cho tôi không tiết lộ số tiền vì đó là tiền mà tôi dành dụm muốn tặng vợ món quà ý nghĩa nhất nhưng ngày đặc biệt, anh Triệu Hoa Cương cho biết.
Cũng nói về ý nghĩa khi đính viên kim cương vào răng của vợ, người chồng này tiết lộ, thật ra ý nghĩa của món quà này cũng đơn giản lắm. Tôi tặng vợ viên kim cương gắn vào răng là bởi tôi tên Cương nên tặng vợ kim cương, như thể hiện tình yêu vĩnh cửu mà thôi. Chia sẻ cảm xúc với phóng viên khi nhận được món quà từ chồng, người vợ 62 tuổi bày tỏ, thật sự tôi biết 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, từ sáng có hỏi chồng có tặng cho tôi món quà gì không, nhưng chồng không nói gì. Đến chiều chiều cũng không thấy gì thì tôi đã thất vọng lắm rồi. Ai ngờ đến chiều tối chồng dẫn đi đến một thẩm mỹ viện, rồi bảo lên tầng 2. Tôi có hỏi chồng lên tầng 2 làm gì thì chồng bảo vợ cứ lên đi. Khi lên thì chồng bảo tặng vợ viêm kim cương gắn vào răng. Chị Thu Sao cũng chia sẻ thêm, tôi thực sự bất ngờ, không biết chồng còn dành cho tôi những bất ngờ nào khác nữa, nhưng tôi thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Được biết, những ngày gần đây, chị Thu Sao đã tiến hành làm đẹp da, khiến gương mặt trẻ được ví như thiếu nữ. Gương mặt của chị sau khi làm đẹp khiến nhiều người ngỡ ngàng. Và sau quá trình chỉnh sửa nhan sắc, chị Thu Sao và chồng sẽ quay trở về Cao Bằng để tiếp tục các công việc thường nhật. Nữ chính Quỳnh búp bê Phương Anh gây sốc với gương mặt dao kéo bị ví như búp bê hư. Nữ diễn viên Phương Anh khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ với gương mặt đơ cứng sau khi can thiệp quá nhiều biện pháp dao kéo. Cô nàng vốn dĩ đã sở hữu nhan sắc tự nhiên xinh đẹp nên hình ảnh này phần nào khiến người hâm mộ thất vọng. Diễn viên Phương Anh, người thủ vai Quỳnh búp bê trong bộ phim cùng tên gây sốt thời gian qua, đã nhận được rất nhiều sự mến của khán giả nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên và thu hút. Bên cạnh đó, nhan sắc vượt trội của Phương Anh cũng giúp cô ghi điểm với công chúng. Thế nhưng bản thân cô nàng có lẽ lại cảm thấy nhan sắc của mình chưa đủ đẹp nên quyết định thực hiện một cuộc trùng tu nhan sắc gồm cắt mí, sửa mũi và làm mặt vlay. Tuy nhiên, phản ứng của người hâm mộ dường như đi ngược lại hoàn toàn những mong đợi của nữ diễn viên. Trong một sự kiện gần đây, Phương Anh xuất hiện với khuôn mặt sưng phù và làn da kém mịn màng. Từ đó, cô đã thu hút khá nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi diễn viên Quỳnh búp bê vốn đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp và không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa, việc đụng chạm dao kéo khiến gương mặt cô trở nên cứng đơ, không có cảm xúc và đánh mất đi vẻ đẹp riêng biệt của mình. Trước những ý kiến thất vọng của hầu hết người hâm mộ, Phương Anh đã chia sẻ, thông thường một gương mặt sau khi phẫu thuật sẽ mất 2-3 tháng mới có thể hoàn thiện và 6 tháng mới trông thật hoàn hảo. Tôi tin rằng sau khoảng thời gian này, khi các nét trở nên hài hòa, mình sẽ không khiến mọi người thấy thất vọng hay xa lạ vì diện mạo mới. Một ý kiến cho rằng Quỳnh búp bê đã thành Quỳnh búp bê hư rồi. Nhiều người bày tỏ nhớ thương vẻ đẹp xưa của Phương Anh. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ một câu chuyện hài hước lên trang cá nhân về việc bạn diễn chung trong bộ phim Quỳnh búp bê thậm chí không nhận ra cô và vô tình khen cô xinh hơn trước kia. Cách nhìn của anh bạn diễn này ngược lại hoàn toàn với ý kiến khán giả. Mong rằng sau 6 tháng người hâm mộ sẽ nhận thấy được một Phương Anh thực sự đẹp hơn. Tuy nhiên, dù có đẹp hơn thì nó cũng là vẻ đẹp đại trà, chứ không phải sự mặn mà riêng biệt của nữ diễn viên sinh năm 1989 nữa. Trấn Thành lặn lội sang Mỹ làm điều này cho Đàm Vĩnh Hưng sau khi đàn anh xấu hổ xin lỗi. Sau những sự cố không mong muốn trong bữa tiệc sinh nhật của Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Trấn Thành đã dành tặng cho đàn anh một món quà vô cùng ý nghĩa. Tiệc sinh nhật hàng năm của Đàm Vĩnh Hưng luôn có những ý tưởng và độ hoành tráng. Vào tối ngày 2 tháng 10, anh làm dạ tiệc sinh nhật sắc màu với sự góp mặt với dàn sao khủng của Vbiz. Tuy nhiên, có những sự cố ngoài ý muốn khiến Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy buồn và xấu hổ. Đàm Vĩnh Hưng gửi lời xin lỗi đến các khách mời về những sự cố không đáng có, đặc biệt là việc Harry Won bị đổ nước ngọt lên người trong tiệc sinh nhật của anh, khiến anh tuyên bố sẽ không tổ chức sinh nhật trong 2 năm tới. Sau khi đàn anh lên tiếng về sai sót, Trấn Thành cũng bày tỏ sự thông cảm và mong dư luận đừng làm lớn câu chuyện. Mới đây, trên trang cá nhân, ông Hoàng Nhạc Việt đã đăng tải một loạt hình ảnh nhận quà sinh nhật từ Trấn Thành trong hậu trường tập duyệt cho một đêm nhạc ở xứ sở cờ hoa, kèm dòng chia sẻ: cảm ơn bé Sin và bé Harry, phát quà sinh nhật từ Việt Nam sang Mỹ để tặng đại ca, thương quá. Ông Hoàng Nhạc Việt tỏ ra phấn khích với món quà được tặng. Trấn Thành lặn lội sang tận Mỹ để tặng quà cho đàn anh sau những sự cố không may trong bữa tiệc sinh nhật. Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng là những người bạn khá thân thiết với nhau ở ngoài đời thường,
những sự kiện quan trọng của đàn anh đều có sự hiện diện của vợ chồng Asin.